Danh ca Lệ Thu giấu sau thành công là một cuộc đời đầy trắc trở, từng bị đồng nghiệp giật chồng, dũng cảm vượt qua để đón ánh hào quang. Lệ Thu tên thật là Bùi Thị Oanh, sinh ngày 16 tháng 7 năm 1943 tại Hải Phòng. Bố của cô vốn là một chức quan nhỏ của làng trước cách mạng tháng 8. Mẹ cô cũng là người Hải Phòng nhưng chỉ là vợ bé. Bố mẹ Lệ Thu sinh được 8 người con nhưng 7 người con đầu đều qua đời vào năm lên 3 tuổi. Vì là người con duy nhất nên cô được chiều chuộng cho đi học trường Tây và piano từ nhỏ. Thế nhưng cuối năm 1953, mẹ dẫn Lệ Thu vào Sài Gòn lập nghiệp vì không chịu nổi sự bất công của người vợ cả trong một gia đình tư tưởng phong kiến. Không đủ điều kiện cho con gái theo học tiếp piano, mẹ vẫn cho cô đi học guitar bên một người thầy cạnh nhà. Mỗi lúc không học đàn, Lệ Thu vẫn thường lắng nghe và hát theo tiếng nhạc phát ra từ nhà thầy. Nhiều người đi qua nghe được cứ mãi xuýt xoa khen tiếng hát hay. Lệ Thu còn tham gia ca hát trong ban nhạc thiếu nhi tuổi xuân của nhạc sĩ Ngọc Bích, tác giả của ca khúc Mộng Chiều Xuân từng một thời làm mưa làm gió. Lệ Thu dấn thân con đường âm nhạc trong một lần rất tình cờ. Nhân dịp sinh nhật một nhỏ bạn tổ chức tại phòng trà Bồng Lai, cô đã hát tặng bạn ca khúc Tà Áo Xanh của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Ông chủ phòng trà đã bị giọng hát độc lạ thu hút ngay và ra sức mời chào. Biết chắc là mẹ sẽ la mắng nên cô thẳng thừng từ chối. Ông thuyết phục cô rằng không cần thức khuya đâu, em cứ đến đây lúc 8 giờ, hát vài bài rồi 9 giờ về. Cứ nói với mẹ là đến nhà bạn thảo luận bài, kèm theo đó là một mức lương khiến cô choáng váng. Thế là cô gái 16 tuổi lần đầu biết nói dối, ngày vẫn chăm chỉ đi học, tối lại lén mẹ bước lên sân khấu. Nhiều khi vẫn còn mặc nguyên bộ đồ nữ sinh. Chẳng được bao lâu thì Lệ Thu bị mẹ phát hiện và cấm cửa không cho ra khỏi nhà mỗi tối. Ông chủ phòng trà Bồng Lai sau nhiều ngày thấy cô ca sĩ trẻ biệt tích, doanh thu sụt giảm thì tìm đến tận nhà, hết lời thuyết phục mẹ cho phép cô đi hát. Sau nhiều lần đắn đo, người mẹ cũng thử đến xem con gái trình diễn trên sân khấu. Thấy khán giả si mê giọng hát của con gái mình, bà mới đồng ý. Tuy vậy, bà vẫn theo sát suốt 2 năm rồi mới dám để tự con đi hát một mình. Sau thời gian hát ở Bồng Lai, nhiều ông chủ đã để ý đến Lệ Thu nên mời cô về cộng tác. Trong đó có những địa chỉ rất nổi tiếng thời đó như Trúc Lâm Trà Thất của nhạc sĩ Mạnh Phát, Vũ trường Tự Do, Vũ trường Queen Bee, Vũ trường Maxim. Giữa thập niên 60, lúc ấy khi Khánh Ly vẫn chỉ là cái tên vô danh, Lệ Thu mới chính là cái tên được Trịnh Công Sơn lựa chọn. Khi vừa sáng tác xong ca khúc Hạ Trắng, nhạc sĩ đã mời Lệ Thu hát ca khúc này đầu tiên để thu thanh vào diễn nhựa. Lệ Thu cũng là nữ ca sĩ đầu tiên được Trịnh Công Sơn mời đi hát du ca ở các trường đại học. Tuy nhiên, mối duyên âm nhạc giữa hai người đã không thành, chỉ tham gia hát du ca một thời gian. Cô phải xin dừng để nhận lời mời thu âm băng nhạc và hát độc quyền cho một vũ trường lớn vào năm 1968. Chắc có lẽ cũng vì thế mà trước năm 75, người ta hay đồn Khánh Ly rất kỵ Lệ Thu. Giới nghệ thuật Sài Gòn vẫn dỉ tai nhau vài câu chuyện. Dạo đó nhiều bầu xô đến mời Khánh Ly tham gia đều bị hỏi một câu: có Lệ Thu không? Có bà ấy là không có tôi. Một lần, nhân dịp họp mặt khóa 10 trường võ bị Đà Lạt được tổ chức tại Hồ Nước trong khuôn viên tiểu đoàn 61 pháo binh tại Gò Vấp, người làm chương trình cố tình sắp xếp cho Lệ Thu hát mở màn và Khánh Ly hát phần sau để tránh cho hai người giáp mặt. Chưa dù thế nào, sau khi hát xong, thay vì về sớm thì Lệ Thu lại được tướng Lê Minh Đảo mời ngồi lại đến mãn tiệc. Khi đến nơi, thoáng thấy bóng dáng Lệ Thu, Khánh Ly lập tức bỏ hát quay về. Dù chương trình đã hết lòng nài nỉ, nhưng Khánh Ly vẫn không đổi ý. Anh nói với tôi là không có Lệ Thu, tôi mới nhận lời. Tôi đã nói trước rồi, có Lệ Thu là không có tôi. Chính Lệ Thu cũng từng phát ngôn, vì tôi không hát nhạc Trịnh nên mới có Khánh Ly. Phải đến mãi tận sau này, khi lưu lạc nơi xứ người, cùng cảnh ngộ xa quê, hai con người đó mới đồng cảm và xích lại gần nhau hơn, xóa bỏ mọi tin đồn hiềm khích. Dù có một sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy, danh vọng đỉnh cao, nhưng đường tình duyên của Lệ Thu lại gặp không ít trắc trở. Lệ Thu kể, khi cô vừa tròn 14 tuổi, có một anh chàng hàng xóm rất thích Lệ Thu. Anh cứ lấp ló chờ cô vừa xuất hiện thì quăng trái cây cho rồi chạy mất hút vô nhà, bỏ ngoài sân nụ cười ngây ngô của cô thiếu nữ. Chàng học trường Việt, nàng học trường Tây, nhưng suốt 4 năm trời, giờ ra chơi nào chàng cũng đạp xe qua trường rồi trồng cây si ngoài cổng chỉ để nhìn thấy gương mặt của nàng rồi lại cặm cụi đạp xe về. Cũng chính chàng là người tò mò đi theo và vế mách mẹ rằng nàng trốn và đi hát phòng trà, khiến nàng phải chịu trận tức giận lô đình của mẹ. Chắc chàng ghen khi thấy đám trai trẻ, ai cũng si mê nàng không kém. Mãi về sau này, gặp lại nhau nơi xứ người, sau khi cả hai đều đã trải qua những cuộc hôn nhân đổ vỡ, chàng mới nhắc lại chuyện cũ và bày tỏ nỗi nhớ nhung mà bao năm qua đi vẫn luôn đầy ắp. Lệ Thu lên xe hoa lần đầu khi chưa qua tuổi 20. Thời đó, con gái đến tuổi lấy chồng mà chưa có mối nào ngó nghiêng thì không khác gì hũ mắm treo đầu giường. Lại thêm nỗi lo con mình sa ngã trong môi trường đầy cám dỗ của giới nghệ thuật, nên khi có anh chàng không quân đem sính lễ đến xin cưới, mẹ cô gật đầu cái dục. Dù hai người mới quen biết chưa đầy một tháng, ở nhà được mẹ yêu chiều, giờ lại về làm dâu cho một gia đình gốc Huế nổi tiếng khắt khe với con dâu. Chuyện nữ công gia chánh của cô luôn bị than phiền. Thêm việc lấy chồng khi chưa một lần nắm tay, chưa bao giờ biết hôn, nên đời sống chăn gối của cô cũng ê chề không kém. Chỉ được 2 tháng, người chồng đã không thể chịu đựng được nên trả cô về nơi sản xuất.
đàn ông đúng là một giống loài bất hạnh khó hiểu, thích cưới một cô vợ trinh nguyên, nhưng lúc trên giường thì lại phải sành sỏi như một kỹ nữ. Vì không có tình cảm sâu đậm nên dù bị chồng bỏ, Lệ Thu còn vui mừng, tíu tít ôm quần áo về nhà với mẹ. Cuộc hôn nhân thứ hai của Lệ Thu diễn ra sau đó không lâu, và cũng như lần đầu, cô cũng liều mình nhắm mắt đưa chân để tìm đến đỗ bình yên chứ không phải tình yêu dẫn lối. Người chồng này là một dân chơi Việt kiều chính hiệu, đã đẹp trai lại còn sành điệu, họ tổ chức đám cưới ngay sau một năm tìm hiểu. Tuy nhiên, mãi đến khi ván đã đóng thuyền, Lệ Thu mới biết chồng mình đã có vợ con ở Pháp, vì si mê cô mà nhẫn tâm bỏ vợ để cưới mình. Cuộc hôn nhân cũng chẳng lâu bền bởi vì chồng có một lối sống quá Tây, hào hoa nhưng có phần lăng nhăng. Có một ca sĩ tên L, cùng thời và cũng rất nổi tiếng đem lòng mê chồng của cô. Cả đời cô rất ít ghen, nhưng trong một đêm trở về nhà, chứng kiến cảnh tượng chướng tai gai mắt ngay trước mặt, cô đã gần như phát điên giữa đêm. Một cuộc giằng xé xảy ra ngay lúc đó, cô tức tưởi chạy ra ngoài đường với thân xác tả tơi. Hai người giúp việc phải chạy theo chùm mền đưa về nhà. Hai cô con gái lần lượt ra đời cũng chẳng thể níu kéo được cuộc hôn nhân đầy sự trông tranh. Sau 7 năm chăn gối hững hờ, Lệ Thu chủ động chấm dứt một cuộc hôn nhân mà cô tự đặt tên là bi thảm. Đối với người phụ nữ đêm đó, sau này mỗi lần chạm nhau bên nước Mỹ khi đi sâu, cô lại chọn cách thứ tha. Lệ Thu kết hôn lần thứ 3 vào năm 1974 với ký giả Hồng Dương. Hai vợ chồng chung tay thành lập hãng băng đĩa riêng mang tên Lệ Thu và đã phát hành thành công một số băng đĩa. Hồng Dương cũng luôn tỏ ra một người chồng yêu thương, lo lắng cho vợ con. Cô con gái Thu Uyển ra đời, kết trái từ cuộc hôn nhân hạnh phúc của cha mẹ. Ngay sau ngày Sài Gòn giải phóng, gia đình cô đã ra đến phi trường chuẩn bị lên máy bay để di tản sang Mỹ. Nhưng nghĩ đến mẹ chỉ có một mình, cô gạt nước mắt quay trở lại. Thời gian ở lại Việt Nam, có thời gian cô đi hát cho đoàn kịch Kim Cương. Năm 1978, cùng với ca sĩ Thanh Lan và nhạc sĩ Lê Văn Thiện, Lệ Thu mở một quán cà phê trên đường Phan Tôn lấy tên con gái út là Thu Uyển đặt tên cho quán. Năm 1979, Lệ Thu cùng con gái qua Mỹ trước, để chồng ở nhà thu xếp mọi công việc rồi qua sau. Cô tiếp tục đi hát cho các hãng nhạc và thu âm thành công nhiều băng đĩa, được khán giả hải ngoại hết lòng ủng hộ. Tuy nhiên, sự đời thường trớ trêu, trên đất Mỹ cô sững sờ nhận được tin chồng mình đã chọn ở lại Việt Nam để chung sống với một người phụ nữ khác. Mãi tới năm 1988, Lệ Thu mới cảm thấy mình lần đầu được trải nghiệm một cuộc tình thắm thiết, cảm giác được rung động thật sự trong tình yêu, nhưng rồi vẫn chỉ vì sự khờ khạo mà hạnh phúc lại một lần nữa vụt khỏi tay cô. Đó cũng là lần cuối cùng cô khép cửa trái tim mình. Điều hối tiếc nhất của Lệ Thu là đã không thể thực hiện trọn vẹn bổn phận của người làm mẹ, không được trực tiếp kề cận, chăm sóc các con cho đến lúc trưởng thành. May mắn, những người con của cô cũng thấu hiểu, động viên cô trên hành trình cống hiến cho âm nhạc. Năm 2007, Lệ Thu bắt đầu trở về nước hoạt động âm nhạc. Ở tuổi U80, Lệ Thu vẫn hát tốt và chưa có kế hoạch giải nghệ. Thế nhưng trong đợt đại dịch cuối năm 2022, dù được chăm sóc đặc biệt trong một bệnh viện trên đất Mỹ, cô vẫn không thể qua khỏi. Nữ danh ca vĩnh viễn ra đi ở tuổi 78, trong sự tiếc thương của gia đình và hàng triệu người hâm mộ. Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để nghe và thấu hiểu cho cuộc đời của Lệ Thu. Hãy để lại những lời tri ân của mình dưới phần bình luận. Đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video hay từ lịch sử hải ngoại. Xin chào và hẹn gặp lại!